Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin đại hôm nay của chúng tôi có nội dung như Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung là đây cũng như là một câu chuyện cảnh giác. Các bạn nghe và thấy và hãy lưu giữ trong người của mình để sau này mà phòng khi mà sự cố bất tắc xảy ra. Giống như đây nè, cái gã đàn ông đã rủ nạn nhân vào quán cà phê để chú thuốc mê. Cụ thể, gã đàn ông này đã dựng lên câu chuyện đi tìm con để đưa các bác tài xế xe ôm vào quán cà phê uống nước, chú thuốc mê để cướp tài sản. Đó, các bạn thấy không? Thì bây giờ lòng tin của con người bây giờ cũng khó. Bây giờ mình muốn làm việc tốt giúp người ta đi tìm con, nhưng cuối cùng mình lại trở thành nạn nhân để cho bọn chúng nó lừa gạt. Cụ thể nó như thế này nè, ngày 25 tháng 12 đó, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hóc Môn ở Hồ Chí Minh nè cho biết đã bắt giữ Võ Văn Thoa sinh năm 1977 quê ở Long An để điều tra về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Thoa khai nhận giả vờ đóng vai đi tìm con gái bị lừa gạt làm tiếp viên quán cà phê, rồi thuê các bác tài xế xe ôm chạy gáp chở đến quán nước vắng người mời uống rồi đánh cướp tài sản. Để tránh bị phát hiện, Thoa không đặt xe trên app mà gặp trực tiếp để trao đổi giá. Ngày 15 tháng 12, Thoa đã thuê một bác tài xế xe ôm ở Bình Dương chở đến xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để đi tìm con. Khi bác tài chở Thoa đi tìm con, Thoa kêu ghé vào quán nước nghỉ mệt rồi đi tiếp nha bác tài. Khi vào quán, Thoa lấy thuốc mê bỏ vào ly nước rồi lấy toàn bộ tài sản và xe máy của nạn nhân. Sau khi thực hiện trót lọt, hai ngày sau, Thoa tiếp tục điều như Phan nói, Thoa tiếp tục thực hiện hành vi như vậy nữa với một tài xế gáp từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đến xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn rồi cướp chiếc xe máy của nạn nhân. Và ngày 19 tháng 12, Thoa đã thuê anh Nguyễn Tiến Tê sinh năm 1975 ở Gò Vấp chở đi tìm con nữa. Sau đó Thoa điều nạn nhân đến quán cà phê Võng ở trên đường DC13, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú để đánh thuốc mê rồi cướp xe máy, ví tiền để tẩu thoát. Nhận được tin báo của các nạn nhân, công an huyện Hóc Môn đã phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra và phát hiện Thoa đang một mình trong phòng trọ trên địa bàn quận Bình Tân nên đã tóm cổ ngay sau đó. Được biết, Thoa từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và ra tù vào năm 2017. Và bây giờ mới cuối năm 2020, anh ta đã bị bắt và 2021 chắc chắn sẽ là tiếp tục thời hạn mà gia hạn tù của anh ta nữa chứ đâu. Đúng không các bạn? Và qua đây cũng cho thấy, thật sự bây giờ không biết lòng tốt của người ta như thế nào thiệt. Thấy người ta vậy các bạn tài cũng thương rồi chở đi kiếm con vậy, kiểu này mà cứ lừa gạt vậy mai mốt mà ai mà dám mà ra tay nghĩa hiệp mà đi tìm nữa. Thì mong cơ quan chức năng hãy cho những mức án cao nhất để cho những vấn đề như vậy không còn xảy ra với xã hội chúng ta. Rồi, cảm ơn các bạn.